Thùng thùng chống hội, náo nức cờ hoa. Làng Xâm Động bước vào mùa lễ hội rộn ràng và tươi vui. Hàng năm, cứ vào độ ăn Tết xong xuôi, khi tiết trời còn đang nồng nàn hương xuân, người làng Xâm Động, xã Vân Tàu, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội lại dục dịch chuẩn bị lễ hội. Làng Xâm Động có hai mùa lễ hội chính trong năm, thường được dân làng gọi là Xuân Thu Nhị Kỳ. Trong đó, lễ hội mùa xuân diễn ra vào các ngày mùng 8, mùng 9, mùng 10 tháng 2 âm lịch, được xem là lễ hội chính. Hội làng là cái hồn cốt của văn hóa Việt, là nơi đạo nghĩa uống nước nhớ nguồn được tôn vinh, nơi tình làng nghĩa xóm được gắn kết. Và hội làng của làng Xâm Động vẫn giữ được trọn vẹn những ý nghĩa tốt đẹp ấy, dù cho thời gian đã trôi chảy qua hàng trăm năm. Hội làng, ngày hội của dân khắp một vùng. Chẳng cần phải đợi đến chính hội ta mới được chứng kiến sự rộn ràng của một làng xã. Xâm Động đã háo hức, đã tươi vui từ ngày trước Tết Nguyên đán. Ai cũng muốn góp một phần công sức vào công việc của làng xã. Ai cũng muốn hội làng mình phải thật đẹp, thật to. Các cụ cao tuổi thì lo phần tâm linh, lên chùa, ra đền thắp hương xin cho làng được mở hội. Đàn ông thì lo lễ rước, lo dựng cờ. Phụ nữ thì lại sắm sửa, chuẩn bị lễ tế, chuẩn bị văn nghệ. Ai cũng có công việc để lo và ai cũng tình nguyện được lo. Có lẽ đây chính là cái bản chất của sự gắn kết trong các kỳ hội làng. Gắn kết những con người trong cùng một làng xã, gắn kết những thế hệ khác nhau cùng đứng ra lo việc làng. Theo quy chế và hương ước làng thì 3 năm một lần, nhưng mà trải qua những năm vừa rồi thì ảnh hưởng của dịch Covid-19 cho nên là sẽ dừng lại tất cả. Năm nay thì đủ điều kiện thì chúng tôi đã làm đơn đề nghị cái cấp có thẩm quyền là Ủy ban Nhân dân xã Vân Tảo và đã được sự chỉ đạo của Đảng ủy thì Ủy ban chấp nhận là để cho dân Xâm Động chúng tôi rước. Đã được chấp nhận thì chúng tôi công tác chuẩn bị là trước Tết Nguyên đán là đã kiểm tra trang thiết bị và thông tin ở trên những cái kênh thông tin nội bộ của thôn, của làng, ví dụ như các hội nghị đại biểu nhân dân hoặc hội nghị đại đoàn kết toàn dân tộc hoặc là hội nghị chi bộ, là chúng tôi đã thông báo cái chủ trương năm nay rước hội nên là được sự hưởng ứng rất là đông đảo của bà con. Ngày mùng 7 là chúng tôi toàn dân làng là phải bao sái này, rồi chuẩn bị nghi lễ sẵn sàng để sáng ngày mùng 8 là ngày rước chính, thì là các ban các ngành như ban hậu cần thì là phải có từ đêm để chuẩn bị này, thổi sôi này, đóng quản này, rồi nghi lễ mặn này, đấy. Thế rồi sau đó đủ đầy đủ rồi thì đến ban dâng lễ, tức là cái ban của chúng tôi ý, là các cụ ông là áo the khăn xếp tiến lễ vào các cung, đấy. Thế còn các cụ bà như chúng tôi ý, thì là có nhiệm vụ là gói oản, gói phẩm để cho vào các túi để chiếu lộc cho khách thập phương, rồi dân làng ra lễ. Lễ rước kiệu, một phần không thể thiếu của hội làng, một nét đẹp của tín ngưỡng dân gian. Hội làng Xâm Động năm nào cũng diễn ra, nhưng lễ rước thì 3 năm mới tổ chức một lần. Thế nên, người ta luôn dành một sự quan tâm đặc biệt cho nghi thức này. Bản chất của lễ rước trong hội làng là sự nghênh đón các vị thần được thờ phụng trong tín ngưỡng dân gian về dự hội cùng dân làng. Lễ rước có mối liên hệ mật thiết với đền, miếu và đình làng. Ở làng Xâm Động, lễ rước kiệu mang ý nghĩa nghênh đón Đức Linh Lang Đại Vương hay Hoàng tử Hoàng Chân đang được dân làng thờ phụng tại đền để đưa vào đình làng, nơi thờ thành hoàng bản thổ Đức Linh Quốc Đại Vương để cùng dân làng mở hội. Cả hai vị thần đều là những người có công với dân, với nước. Trong đó, Đức Linh Lang Đại Vương hay Hoàng tử Hoàng Chân, con thứ của vua Lý Thánh Tông với Vương Phi Hạo Nương, là người đã có công dẹp giặc Tống, từ chối nối ngôi vua rồi hóa tại Tây Hồ. Đức Linh Quốc Đại Vương là một vị tướng dưới thời Lý trấn ải phía đông kinh thành Thăng Long. Trong cuộc giao tranh với giặc Tống, ông cùng ngựa bị trọng thương, về đến làng Xâm Động thì cả người cả ngựa hóa tại đây. Cả hai vị thần đều được sử sách ghi chép lại và được dân làng Xâm Động hương khói thờ phụng gần 1.000 năm qua. Nếu công cuộc chuẩn bị cho hội làng là nơi gắn kết của tình làng nghĩa xóm, thì lễ rước kiệu là nơi đạo lý uống nước nhớ nguồn được nhắc nhở và tôn vinh. Mỗi trường rước của làng Xâm Động sẽ có sự tham gia của hàng trăm người chia thành các tiểu ban cờ, trống, múa rồng. Tham gia rước kiệu là các thanh niên trai tráng, có thể cả năm đi học, đi làm xa nhà, nhưng đến ngày hội làng, nhất định về rước kiệu. Đó là trách nhiệm, cũng là niềm tự hào. Ở mỗi làng quê Việt Nam, lớp thanh niên hình như sẽ trưởng thành như thế, từ những đứa trẻ con theo bà, theo mẹ đi xem hội, đến độ tuổi thanh niên về rước kiệu trong những bộ trang phục truyền thống khỏe khoắn và vui tươi. Rồi khi đương về già, sẽ chăm lo phần lễ, phần tâm linh để hội làng được diễn ra linh thiêng và cổ truyền. Biết bao cuộc đời đã lớn lên như thế, biết bao cuộc đời đã cố gắng để giữ gìn được những điều như thế. Mỗi kỳ lễ hội ở Xâm Động sẽ gồm hai trường rước, một là vào ngày 8 tháng 2 âm lịch, rước thánh từ đền vào đình cùng dân làng vui hội, và một ngày vào mùng 10 tháng 3, rước thánh về lại đền sau 3 ngày vui hội. Giá rước nào cũng hoành tráng, cũng quy củ, linh thiêng. Hàng năm thì lễ hội truyền thống từ xưa đến nay thì vẫn cho tổ chức là 3 ngày. Đấy, tức là xuân thu nhị kỳ. Đấy, mùng 10 tháng 2 và mùng 10 tháng 8. Đấy, thì cứ tổ chức mùng 8 tháng 8 thì chỉ tổ chức vào ngày mùng 10 thôi. Còn ngày hội chính tháng 2 là từ mùng 8, mùng 9, mùng 10. Đấy. Thế thì năm nay là ngày húy của ngài là ngày mất, ngày hóa từ năm 1077. Trường rước thánh ấy, là có tới như vậy, tức là độ khoảng 400 người đấy. Thế còn người dân không kể, khách thập phương đến lễ không kể. Thế như bây giờ đấy là trên trường rước ấy, là ít nhất đấy là có độ khoảng 5.000 người. Vâng, dọc đường này là kín người hết. Đấy, tức là người dân ấy là hướng về như vậy nhà thánh. Vì ấy, các ngài là có công, tức là đánh tan giặc Tống, mang lại sự yên bình cho dân tộc Việt Nam ta. Thế mà trong đó đấy có người dân cả nước và người dân làng Xâm Động chúng tôi khỏi cái ách đô hộ của phương Bắc ngày xưa mà có được cuộc sống phồn vinh như ngày hôm nay. Đấy là ý nghĩa của dân làng chúng tôi. Từ xa xưa là các cụ dạy bảo con cháu. Ở các lễ hội, nếu như phần lễ rước thu hút được sự quan tâm nhiều nhất của du khách thập phương và đám thanh niên trai tráng, thì phần lễ tế lại là phần được các cụ cao niên trong làng chú trọng nhiều nhất. Trong suốt 3 ngày lễ hội, các bài tế được duy trì đều đặn. Vào những khoảng thời gian khác nhau, nội dung của các bài tế cũng sẽ được thay đổi. Tại hội làng Xâm Động, sau trường rước đầu tiên, bài tế đầu sẽ được diễn ra tại đền. Nội dung là nghênh thánh về đình làng, chung vui với người dân. Tham gia vào lễ tế gồm đội nhạc, chủ tế và các tế viên đều là những cụ cao niên được người làng kính trọng. Bởi người làng quan niệm đội tế lễ là những người đại diện nhân dân, cầu cho quốc thái dân an. Thế nên nhất định phải là những người học rộng hiểu nhiều, đức cao vọng trọng, gia đạo bình an. Lễ tế gồm nhiều thủ tục được thực hiện theo trình tự được quy định nghiêm ngặt. Không gian buổi lễ diễn ra trang trọng và linh thiêng. Trong những bộ trang phục truyền thống, những câu khấn bằng chữ Nôm như một lời vọng về của hàng trăm năm lịch sử. Nơi ấy ta được thấy một sự hòa hợp của các thế hệ, sự hòa hợp của tình yêu dành cho mảnh đất nơi mình được sinh ra. Ta như thấy mình thực sự được kết nối với mảnh đất này bởi một sợi dây được gọi là nguồn cội. Đó chính là nét tinh túy, nét sâu sắc của văn hóa Việt tự bao đời nay, văn hóa làng xã. Tế thần là coi như là hội làng thì là năm nào cũng là phải 3 ngày. Thế còn như vậy là chủ tế để ra hầu hạ như vậy, tức là nhà thánh, giúp dân để như vậy, tức là lễ thánh, tế thánh thì phải được chọn người đấy. Cái thứ nhất đấy là gia đình là phải như vậy, tức là có nề nếp. Thế bản thân con cháu là phải hiền hòa, thế vợ chồng là còn đầy đủ thì mới được tiến cử vào làm chủ tế. Mà đặc biệt đấy là phải hiểu về lịch sử di tích của các vị thần thì mới làm được chủ tế. Thế còn các thành viên thì như vậy, tức là tế viên thì mỗi người như vậy được phân công một việc. Người thì như vậy là chiếu văn, người thì đông sướng, người thì tây sướng. Thế còn nại đấy là các tế viên là dâng hương, dâng tiểu, dâng trầu, dâng cau 3 tuần để vào như vậy, tức là trong cung để dâng nhị vị Đức Đại Vương. Hội làng, nơi những giá trị xưa cũ được hội tụ, nơi những thế hệ được tương phùng và là dịp để những người con của làng quê, dù ở gần hay ở xa, được về lại dâng hương nơi mái đình làng cổ kính. Những người con sống trong lòng quê hương cùng chung tay để lễ hội làng diễn ra được trọn vẹn. Còn những người con xa quê thì mong ngóng ngày trở về. Trong 3 ngày diễn ra hội, đình làng Xâm Động đã đón tiếp biết bao người con xa quê trở về. Những gia đình già trẻ gái trai mấy thế hệ sắm sửa lễ lạt, lên đỉnh dâng hương, đóng góp giọt dầu trùng tu lại mái đình. Những mái đầu bạc trắng đã trải qua biết bao mùa lễ hội, sắm sửa tinh tươm gia đình làm lễ. Thời gian có thể trôi chảy, dung mạo có thể đổi khác, nhưng nề nếp thì vẫn được gìn giữ. Nơi sân đình làng Xâm Động 3 ngày hội làng rộn rã ấy, ta lại bắt gặp những khoảng lặng mênh mang khi bóng của những chiếc lưng còng bước qua hậu cửa để vào đình làm lễ. Ta bỗng thấy yêu quá cái văn hóa làng xã ấy, yêu quá những lề thói, những nếp xưa, yêu quá ngày hội làng mình. Đây là lễ hội truyền thống, cho nên tất cả những cái gì nó đã thuộc cái quy định, nó đã thuộc quy định của nhà nước về công tác lễ hội được hướng dẫn rồi, mà được quy định ở trong hương ước làng để xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, trong đó có công tác lễ hội. Thì tất cả những cái đó không thay đổi, còn kể cả về quy mô rước lễ thánh cũng không có gì thay đổi, chỉ có là tâm thế nó hào hứng hơn và cái lòng nhiệt tình của nhân dân để phục vụ ngày lễ hội nó cao hơn. Bởi vì cũng là 5 năm rồi chưa rước thánh, năm nay là rất là được sự ủng hộ của nhân dân đấy. Cái quy mô là nó không có gì thay đổi nhưng mà cái tâm thế nó tràn ngập. Cá nhân tôi thì đúng ngay từ đầu thì là chỉ là lần đầu tiên để tổ chức một cái lễ hội lớn này thì trong lòng cũng cảm thấy nó băn khoăn. Thì băn khoăn thì ở chỗ là chỉ sợ là làm được không làm được đủ tròn trách nhiệm đối với cái nhất là về việc văn hóa tâm linh, hai nữa là làm tròn trách nhiệm đối với bà con nhân dân. Đấy thì cũng rất là may, cũng được cái nhất là các bậc cao niên ở làng, rồi các thế hệ đi trước đã chỉ bảo cho chúng tôi là đến nơi đến chốn và được sự đồng lòng của bà con nhân dân. Cho nên là đến giờ này thì cũng là cái lễ hội cũng là tương đối là hoàn chỉnh và đảm bảo. Nếu được hỏi quê hương là gì? Quê hương luôn là cây đa giếng nước, là sân đình cổ kính, mái đình rêu phong. Và quê hương là tiếng trống hội, quê hương là nguồn cội bao đời.